Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chắc Cái Trần. Bố mô tả chi tiết cái đồng hồ QQ Citizen, đồng hồ nữ ngày hôm nay nha bà con cô bác. Đồng hồ của chúng ta là thương hiệu QQ Citizen đình đám, đến từ nhà Citizen. Rồi đồng hồ của chúng ta là độ mới trên 99%, dây da là 100% dây da mới luôn. Đây thẳng băng luôn nha bà con, không dám đưa vô trong này luôn á. Rồi size của em nó nha, 26 nha bà con. Đây em đo chính xác cho bà con các bác xem luôn nè, 26 đây này nha. Ha. À, nói chung là 24 25 26 thì mình tính chọn đó nha bà con các bác ha. Đây nè, xây 24 25 cái này cái như 25 26 rồi đó, hoặc là 24 nha. Thầy bà con xác định ha. Độ mới em nói trên 99% và dây da của em nói là độ mới dây da 100%. Thương hiệu của chúng ta đến từ nhà Citizen QQ ha. Và đồng hồ của chúng ta đồng hồ Vulcan Water Sheet, có chữ nhỏ xíu cái này là bà con chú ý đó xem ha. Nè, em zoom cận cảnh cho bà con các bác xem luôn nè. Đó, độ mới của em nó quá xuất sắc rồi. Số lô em nói là 6G327 vậy đó nha, WLB. Cái này nói chung là ra ánh sáng tự nhiên là bà con các bác xem nè. Nó đẹp chứ lắm, chứ không phải nó đẹp thường. Núm của em nó là mới chát luôn mà, dám nói trên 99% luôn mà. Bên sông cắt cỏ sùm quá kì kì nha. Đó, da băng mua vịt luôn nè. Cái này là khắc vô cái nắp của nó luôn, khắc chìm cho cái nắp của nó luôn ha. Kì kì ha, khắc chìm vô nắp của em nó luôn nha bà con. Nè, núm găng cưa luôn này nha. Mặt số của em nó màu trắng, rồi kim cọt màu vàng. Đó, chỉnh lại 10:10 bán cho cái đồng hồ này luôn coi. Anh chị em nào buôn bán đồng hồ thì nói chung nên chỉnh về 10:10 nha. Thì cái này đã theo thống kê của nhà sản xuất, theo thống kê của tất cả những cái loại đồng hồ là chỉnh về 10:10 bán nhanh hơn. Rồi dây da nè, đó, mới kích luôn nha. Đó, rồi phía sau đó nè, đây Acid in China giới thiệu bà con lại lần nữa đây nè. Acid kịch in China ha, Bartomethon. Cái dòng benzen này không bao giờ mà bị gỉ sét khi mà đeo vô tay. Ví dụ mà ta lên tay vậy đi, lên tay vậy đi, nó không bao giờ nó ra cái muối mình thấm vô đây, không bao giờ nó bị ra tan. Đó là dòng benzo. Còn cái hàng thứ hai nữa là da băng Movit là công nghệ đến từ nhà Citizen đó. Còn Acid in China là có thể mặt kính này nè, làm sản xuất tại China ha, hoặc là cái núm này, chứ bộ máy là bộ máy công nghệ của Nhật. Ok rồi đây, bà con cô bác có thể mua hàng ép số Zalo em vô, và có thể mua hàng bất cứ cái kịch mua bên Shopee cho cái trận em mới tạo ha bà con cô bác ha. Và kênh của em bán hàng trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần, rơi vào lúc 9:00 sáng tới 11:00 sáng, lúc đó bán hàng số lượng lớn 3 cái trở lên thì chờ chốt hàng với em. Ok rồi đây, cảm ơn con cô bác đã xem video nha, hẹn gặp lại video lần sau, bye bye, see you again.